thưa quý vị, thì hôm nay mình dùng cái hộp này, cái hộp cardboard này nè. Mình dùng bốn mặt quý vị. Mình cắt ở đây và mình xếp lại. Cái lưỡi bào mình cắt bên đây, cái mình bẻ lại. Xong đó thì mình cắt cái ô và mình trở thành nguyên một cái miếng luôn, nó liền luôn. Bữa nay làm lồng đèn Trung Thu nè mọi người ơi. Này là làm rút nha mọi người. You can glue to this side of the cardboard, and then this is your window. You can cut that. You can cut this sheet right here. It's your window, okay? You glue them together, and then you have some kind of cutout drawing on this side. Maybe all four sizes. One and a half, good enough. Over here, about 1.5 again. Even out, yeah. Straight line, okay? Cut along the line. Straight as much as you can. Thẳng hàng nha. Now, you can pull this one back like this. So the line's gonna be like this. And you draw a square. Draw a square right here. This is your cutout section, okay? The first time making the candle light, the moonlight. So you hear that? Okay, go ahead and do it. Do a square. This is gonna be a good one. Here. Cut it. Ta-da, ta-da. How is that? This is your light right here. Ai. Chết biết cắt bông nữa là. Monster. Wow. So, this paper is kind of very fragile. Very fragile. And càng cầm lên hơn. You read video tape? Yep. No. Hold on, gently. Làm cho nó căng căng, ướt quá à, ha. Này dính nó mềm lắm. Take care đó. Cut it straight now. Hold on, hold on. Đừng không biết. Mình xong nha quý vị. Sao? Tê. Bây giờ mình cắt cái. Kìa. Tới bước này nè. Oh my master. Wow. Hồi nãy mình không mua cái đồ treo luôn ta. Too much on one.
shopping. Rõ những cái hình mà trang trí nè. Đây, cái này là cái đèn mình dùng đèn cây nha quý vị. Wow. Cho dùng đèn sáng nữa là chắc đẹp lắm. Wow. Mà cái đèn đèn cây mình cũng nhỏ chứ là bự lên nữa. Có kim tiếng lấp lánh lấp lánh. Quay xuống em. Ở trên quay xuống đây. Wow. Có 5 ngôi sao đó. Wow. 5 cánh đó nha. Đèn thì có 5 trụ đèn đó, 5 cánh đàng hoàng đó nha quý vị. Wow. Dở cao lên con, dở cao. Up. Đó, thấy chưa cái màu hình màu đó. Màu Corona cô dắt đòi. Đó, con Corona nè. Yeah. Wow. Ok.